bố Trục Hiếu Hiền, nghệ sĩ Đức Lan qua đời. Diễn viên Hiếu Hiền cho hay bố anh, nghệ sĩ Đức Lan vốn mắc bệnh tiểu đường, ông được con dâu đưa vào bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu vào ngày trước đó. Tuy nhiên, lúc này Hiếu Hiền đang tham gia buổi giao lưu đoàn phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền ở Huế. Sau khi nghe tin từ vợ, anh lập tức về. Do tuổi cao sức yếu, bố Trục Hiếu Hiền đã không qua khỏi và từ trần vào sáng nay 13 tháng 4, hưởng thọ 81 tuổi. Nghệ sĩ Đức Lan tên thật là Phạm Hiếu Đức, là cha ruột của diễn viên hài Hiếu Hiền, chồng của cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Ông sinh năm 1940 tại Tiền Giang. Từ nhỏ, ông đã theo học đàn. Khi trưởng thành, bố Trục Hiếu Hiền đi theo phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ. Đồng thời, nghệ sĩ ưu tú Vĩ Chỗ, sau khi cưới nghệ sĩ Kim Ngọc, ông và vợ đầu quân về nhà hát Trần Hữu Trang. Cố nghệ sĩ từng làm việc với 30 dàn cổ nhạc. Ở đoàn hát nào, nghệ sĩ Đức Lan cũng là nhạc sĩ đàn chính với ngón đàn điêu luyện. Khi vợ ông chuyển sang lĩnh vực hài kịch cùng con trai lập nhóm hài Kim Ngọc, Hiếu Hiền ông sát cánh cùng vợ con sống trọn vẹn với nghề. Nghệ sĩ Đức Lan đã có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương. Ông được soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu khen ngợi khi sáng tạo cách đàn guitar phím lõm mới để tiếng đàn sinh động, mang sắc thái tươi vui. Sự ra đi của nhạc sĩ Đức Lan là một mất mát lớn đối với sân khấu cải lương.